Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Chỉ còn khoảng 3 phút nữa là trận chung kết Đại hội Võ Lâm thể thức tam đấu tại cụm máy chủ Trung Quốc sẽ bắt đầu. Và hiện tại thì mình đang ở cụm máy chủ QQ1 để tường thuật lại cho các bạn xem trận chung kết tại máy chủ này. Thì trong ngày hôm qua mình có quay một trận song đấu của cụm máy chủ này, nhưng mà rất tiếc video mình đã bị hỏng, do đó mình không thể up cho các bạn xem được. Và hôm nay mình sẽ cố gắng thực hiện được một video tam đấu tại cụm máy chủ này để cho các bạn xem. Thì trước khi trận đấu bắt đầu thì mình sẽ soi lực chiến một số chiến đội cho các bạn xem. Và thật sự phải nói là ở cụm máy chủ này rất là khó đoán được là chiến đội nào sẽ giành được thắng lợi các bạn ạ. Đây là chiến đội ở cụm lôi đài số 1. Đây là chiến đội của QQ1 nha các bạn, với mốc lực chiến là 26 triệu, 24 và 27. Đối đầu với cái chiến đội này thì chúng ta thấy có một chiến đội khác cũng với những mốc lực chiến rất là tương đồng với nhau, 22 triệu, 21 và 20. Đây là cụm máy chủ QQ3. Bên lôi đài, đây là lôi đài số 5 các bạn ạ. Lôi đài số 5 sẽ có một chiến đội khác. Các bạn thấy có một hạt tới 30 triệu lực chiến, hiện tại đang là môn phái đoàn thị. Rồi một hạt khác là 27 triệu và 26 triệu. Có một vấn đề mình đang thắc mắc chỗ này là cái máy chủ đây nó cũng để là QQ1 các bạn, nhưng mà cái tên phía sau này nè, cái ba chữ phía sau này nó lại khác so với cái máy chủ QQ1 bên này. Thì thật sự thì mình không thể tìm được cái hạt này trong cái QQ1 này các bạn. Có thể là sử dụng thiết bị iOS và Android nó sẽ đưa về những cụm máy chủ khác nhau, thì cái này để mình nghiên cứu xem, và mình sẽ đi soi lực chiến của những cái nhân vật này tại những server này cho các bạn xem. Rồi tiếp theo, bên lôi đài số 5 sẽ có một chiến đội khác, đó là 21 triệu, 17 và 18. Rồi đây là đôi lôi đài số 2. Bên lôi đài số 2 các bạn sẽ có một chiến đội với mốc lực chiến là 23 triệu, 16 triệu và 11 triệu. Tiếp theo đó là một chiến đội khác, 19 triệu, 20 triệu và 19 triệu. Bên lôi đài số 6, lôi đài số 6 sẽ có một chiến đội, đó là 20 triệu, 21 triệu và 19 triệu. Một chiến đội khác nữa các bạn, 20, 17 và 17. Tiếp theo bên lôi đài số 3 sẽ có một chiến đội 26, 26 và 25. Đây, chiến đội này rất đồng lực chiến và có khả năng sẽ tạo một trận đấu với cái chiến đội tại lôi đài số 1 này rất là căng thẳng các bạn. Rồi tiếp theo một chiến đội khác, đó là 21 triệu, 19 triệu và 21 triệu. Lôi đài số 8, lôi đài số 8 sẽ có một đội, đó là 26, 24 và 22. Bên dưới này là một đội khác, đó là 22, 22 và 24. Rồi bên lôi đài số 4 sẽ có một chiến đội, đó là 23, 24 và 26. Các chiến đội rất đồng lực chiến với nhau. Tiếp theo đó là một chiến đội khác, 19, 18 và 19. Rồi lôi đài cuối cùng, đó là lôi đài số 8, sẽ có chiến đội 29 triệu, 2 ạc 29 và 1 ạc 23 các bạn ạ. Tiếp theo đó là một chiến đội khác, cũng là 23, 21 và 21. Như vậy thì ở trận đầu tiên thì mình sẽ quan chiến cho các bạn xem ở lôi đài số 1 này, để mình xem là ở đây cũng có những cặp khá là tương đồng. Và nếu như mình dự đoán là chiến đội của bên lôi đài số 7, chiến đội này là các bạn sẽ vào được vòng trong thì sẽ gặp với chiến đội này, thì mình sẽ quan chiến hai chiến đội này cho các bạn xem. Ok, bây giờ thì cái thời gian của vòng tam đấu đã bắt đầu rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vào để mình quan chiến nha các bạn. Rồi chỉ còn khoảng 1 phút 50 giây nữa thì lôi đài đầu tiên mình cần quan chiến đó chính là lôi đài số 1. Đây các bạn, lôi đài số 1. Thì lôi đài số 1 sau khi đánh xong sẽ gặp một chiến đội ở trong lôi đài này, và để mình xem mình sẽ lựa cái lôi đài kế tiếp nha các bạn. Đây, lôi đài số 2 cũng hứa hẹn một trận đấu rất là hay. Bên này 24, 26, 22 chắc chắn sẽ gặp được với chiến đội 29, 29 và 23. Kèo rất là tương đồng với nhau các bạn ạ. Bên này mình không biết là chiến đội của một cạc 30 triệu này sẽ vào được bán kết, hay là chiến đội của một cạc 29 triệu này
rất hồi hộp và mình nghĩ mình sẽ quan chiến hai cái chiến đội này ở trận bán kết tại lôi đài số 2. Bây giờ mình sẽ tập trung ở bên cái bảng A này trước các bạn ạ. Mình sẽ quan chiến tại lôi đài số 1. Này các bạn xem cái Ạc Thiên Sơn này, bây giờ thì nó lại không cho chúng ta xem thông tin. Cái Ạc Thiên Sơn này ngoại trang rất là đẹp, một tí xíu nữa sau khi đánh xong thì mình sẽ ra bên ngoài, mình sẽ cho các bạn xem ngoại trang của cái Ạc Thiên Sơn. Đẹp lung linh luôn các bạn ạ. Mình không biết là các môn phái có sự thay đổi sau khi vào bên trong hay không, nhưng mà lúc nãy mình xem ở server bên ngoài thì cái acc này vẫn là Thiên Sơn, mình nghĩ chắc là sẽ không có thay đổi gì. Rồi trận đầu tiên của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Hy vọng là mình đang đứng đúng cái lôi đài. Ok, bắt đầu rồi các bạn ạ. Như vậy là mình thấy cái ở trên này đã vào được vòng trong luôn rồi các bạn ơi. Mình sẽ chạy sang lôi đài 4 nha. Hơi bị fail một tí. Cũng hơi bị xa luôn các bạn ạ. Trong này thì nó lại không cho mình chạy bộ. Rồi, trận đầu tiên fail quá các bạn ạ. Chiến đội này có vẻ như đã bỏ cuộc. Bây giờ thì mình sẽ lựa chọn những lôi đài. Đây có vẻ như lôi đài 2 khá ổn, mình sẽ quan chiến lôi đài 2 các bạn. Trận tiếp theo mình sẽ quan chiến lôi đài số 2. Và trận tiếp theo nữa mình sẽ quan chiến lôi đài số 2. Ở trên này thì chiến đội 29 triệu chúng ta đã vào. Ở trên này thì chiến đội 30 triệu cũng đã vào rồi. Đây còn lôi đài số 7, lôi đài số 7 vẫn chưa xong. Bên này vẫn còn đánh. Rồi đã kết thúc luôn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ quay trở lại lôi đài số 2 nha các bạn ơi. Ô mình mới thấy ông cua ông chạy nhông nhông đây nè các bạn. Xong cua cua đâu rồi? Mình sẽ đi tìm kiếm thanh niên xong cua cua của chúng ta. Thôi chào kênh bang cái cho nó lẹ. Rồi, lôi đài số 2 sẽ có một cuộc đụng độ giữa một chiến đội 27. Đây. À, lôi đài số 2 bên này các bạn ạ. Bên này. Mình vừa nhìn nhầm một tí. Cho tôi quan chiến với mấy bạn ơi. Cuộc đánh 3-3. Một Nga Mi, một Minh Giáo. Một Nga Mi, một Minh Giáo và một phái gì đó mình chưa thấy. Có vẻ như là đường môn. Bên này chúng ta sẽ có đường môn. À, cái bang và Minh Giáo luôn các bạn. Bên này chuộng Minh Giáo rất là nhiều. Đây hai con Trương Tam Phong đã ra đi. Bây giờ thì cuộc chiến giữa 3 và 1. Như vậy là chiến đội Minh Giáo, mình nghĩ chiến đội Minh Giáo đã giành được chiến thắng. Ở lôi đài số 4 vẫn còn đánh. Và bây giờ chạy xuống lôi đài số 4 thì mình sợ trận đấu sẽ kết thúc các bạn ạ. À, vâng đúng, vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn, hy vọng là vẫn còn. Rồi, vẫn còn, mỗi bên đều còn hai thành viên các bạn ạ. Đường môn. Bên này cũng là đường môn. Cũng là đường môn luôn các bạn ạ. Cuộc chiến giữa à bên này chỉ có mặt cái bang, như vậy là ba đường môn và một mặt cái bang. Bây giờ thì là cuộc chiến rồi, cuộc chiến giữa một đường môn và một đường môn với cái bang. Đường môn đã bị cái bang khống chế rồi, rất khó cho đường môn bên kia các bạn ạ. Vâng, và đã kết thúc.
Như vậy là chiến đội vào được cái vòng này, đó là chiến đội 26, 24 và 22, và đã loại được cái chiến đội 29 triệu rồi các bạn ạ. Chiến 2 ạc 29 triệu đã ra đi. Phải nói là một sự bất ngờ, rất là bất ngờ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có những chiến đội rất đông lực chiến với nhau, và mình sẽ tiếp tục quay trở lại lôi đài số 2 để chúng ta xem được một trận của cái ạc 30 triệu này. Ở bên này thì mình chỉ có được một ạc, do đó cái việc quan chiến phải chạy tới chạy lui nó cũng hơi khó khăn, thì mong các bạn thông cảm cho mình nha. Mình thấy ông cua ông nói gì kênh bang là các bạn. Trời ơi, mình bị lắc mic rồi hay sao không nghe được thầy cỏ. Rồi bắt đầu rồi, mình sẽ quan chiến bên này nha, tạm thời tắt cái âm thanh này đi. Bên này là một Nga mi à, chết cha, mình ấn nhầm các bạn, một Nga mi rồi, một đường môn các bạn. Tiếp theo là cái giống gì đây, cái bang. Ồ, có cả đào hoa nữa kìa các bạn ơi. Vẫn chưa có ạc nào ra đi cả. Đây, anh cái bàn đang bị tấp rất là sắp mặt, nhưng mà vẫn rất là trâu các bạn. Rồi, đã có một ạc ra đi rồi các bạn. Như vậy là chiến đội của bạn Nga My còn hai thành viên, và chiến đội bên này chỉ còn có một thành viên thôi các bạn ơi. Nga My là team của cạc 30 triệu lúc nãy đó các bạn. Đây các bạn thấy là rồi, như vậy là team 30 triệu đã giành được thắng lợi và bước vào vòng chung kết, sẽ đấu với cái team QQ1 bên này chắc chắn luôn rồi các bạn. 26, 24 và 27. Ok, mình đã về đến lôi đài chung kết để mình xem ông cua nói cái gì nha. Nghe thấy cái bảng này, cái bang với đường môn nó mạnh quá trời luôn. Mà thấy server nào đi đại hội cũng chơi hai môn phái đó hết. Rồi, bắt đầu rồi các bạn ơi. Đây là cái ạc Thiên Sơn ở bên QQ1 à, bên server của mình, cái ạc của mình luôn các bạn. Đây, Thiên Sơn đã tung ra những cái chiêu để show up của đối phương. Mình thấy hình như có một Nga My đã ra đi rồi các bạn. Không, vẫn còn, vẫn còn. Nga My vẫn còn ở bên này. Và với lợi thế của chiến đội bên kia có thêm một Nga My thì sẽ rất là khó cho chiến đội bên này, chiến đội QQ1. Bên kia cũng là QQ1 luôn các bạn ạ. Thôi mình sẽ nối chiến đội màu đỏ và chiến đội màu xanh nha, cho nó dễ nha các bạn. Màu xanh và màu đỏ vẫn còn đầy đủ các thành viên, và mình thấy có một thành viên ra đi rồi. Như vậy là chiến đội màu xanh đã có một thành viên ra đi. Không biết là anh nào ra đi các bạn ạ. Có thể là Nga My. Vâng, đúng như vậy, Nga My đã chết các bạn. Như vậy là chiến đội của màu đỏ vẫn còn, và đường môn của màu xanh cũng sắp ra đi luôn rồi. Thiên Sơn rất mạnh. Và chưa, vẫn chưa ra đi bà các bạn ạ. Rồi. Mình đã thấy vâng, đã kết thúc. Như vậy là ở lượt chung kết đầu tiên thì chiến đội 26, 24 và 27 của chúng ta đã giành được thắng lợi với một đường môn, một Thiên Sơn. À, cái team QQ bên mình quá dữ với con Thiên Sơn luôn. Cái team 30 triệu bên kia
nó không có chịu vô một thằng trước. Rồi, trận chung kết 2 bắt đầu rồi các bạn ạ. Đây là chiến đội màu đỏ, là chiến đội đã chiến thắng lúc nãy. Còn chiến đội màu xanh là chiến đội lúc nãy đã bị thua. Mình sẽ quan chiến cái acc, mình không biết cái acc nào 30 triệu. Có thể là cái bang này các bạn ạ. Mình sẽ quan chiến lại bạn Thiên Sơn bên mình. Thiên Sơn 6 búp, Nga My đã chết rồi các bạn. Nga My đã đi rất nhanh. Chỉ còn một đường môn và một cái bang. Cái bang cũng đã bị khắc hệ, rất khó chịu. Như vậy là chiến đội của bên Thiên Sơn này có một Nga My, một Thiên Sơn và một đường môn. Nga My hỗ trợ cho đường môn tàu đam Thiên Sơn 6 búp, một chiến thuật rất hay và rất khó chịu cho đội bạn. Mặc dù trên là lượt chiến rất nhiều nhưng mà chiến đội đã giành được chiến thắng rồi các bạn, 26, 24 và 27 triệu, rất hay. Trong khi chiến đội bên này của chúng ta tới 27, 30 và 26 trên là lượt chiến rất nhiều, nhưng mà chiến đội của bạn Thiên Sơn đã áp dụng những môn phái rất thích hợp, rất tuyệt vời, một trận rất là tuyệt vời. Điều này các bạn thấy là lực chiến không phải là vấn đề quan trọng trong những cái kỳ đại hội võ lâm này. Chúng ta phải biết kết hợp các môn phái lại với nhau. Rồi mình sẽ ra, mình sẽ soi cái trang bị của cái acc 27 triệu này cho các bạn xem nha, nó khá là lung linh. Thì mấy ngày hôm trước mình thấy cái acc này đang chơi cái phái gì nhỉ? Hình như là Đoàn Thị. Đó, bây giờ đã chuyển về Thiên Sơn rồi các bạn. Đó, ngoại trang lưng là một con bướm bướm, thêm ngoại trang vũ khí rất là đẹp nữa. Rồi thêm đây là cái bộ đồ gì nữa là các bạn. Bộ đồ này chắc là ngoại trang bạch kim thì theo mình nghĩ là vậy. Ngoại trang của đồ bạch kim. Đó, một con Trương Tam Phong sở hữu 3 kỹ năng bạch kim và một cái quần thể kim cang cao, một cái phá quần thể kim cang. Đấy, 4 dòng hoàng mỹ luôn. Quá là VIP các bạn ạ. Thì hiện tại cái acc này chưa có môn khách Võ Tắc Thiên. Mình thấy bạn này đã chiêu mộ một cái con đồng hành Quỷ Cốc Tử để xài tạm lấy cái đầu trâu cho Thiên Sơn là các bạn, chứ không lấy đam. Bỏ đi con hàng vũ, tạm thời bỏ hàng vũ để lấy cái đầu trâu cho mình. Này, các bạn thấy là phối hợp đồ lại với nhau như vậy thì giúp cho Thiên Sơn trâu rất là nhiều. Ok, video về trận chung kết Đại hội Võ Lâm Thể thức Tam đấu tại server Trung Quốc của mình đến đây là hết. Mặc dù có một vài vòng mình đã bị lỗi trong vấn đề vây quay, nhưng mà mong các bạn thông cảm, tại vì bên này mình chỉ có một acc, do đó mình chỉ có thể quan chiến một lôi đài một lúc thôi các bạn, không biết đội nào nó bỏ, đội nào nó không bỏ. Thì mong các bạn thông cảm giúp mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.